chú ý là cái mai là phải bón phân. Tại vì nếu mà chúng ta không bón phân là y như tôi nói, tức là nó bị cái nấm hồng rất nhiều. Khán giả Trần Hoàng Thanh ở Dũng Liêm, Vĩnh Long, khán giả này cho biết nhà tôi trồng mai cũng bị sâu đục thân rất là nhiều. Vậy xin hỏi các diễn giả, như vậy có giống như là sâu đục thân trên cây ăn trái hay không? Và vườn tôi có một vài cây đã diệt rồi nhưng mà nó vẫn bị lây lan sang các loài cây khác. Thì chúng tôi xin được nhờ tiến sĩ Hồ Văn Chiếm vui lòng tư vấn cùng với anh về nội dung này. Dạ anh Thanh thân mến, thì cây mai nó lại khác. Cây mai là cái con đục thân này, nó là thuộc loại bướm, nó gọi là Lepidoptera, bộ cánh dãy cánh phấn đó, chứ không phải là bộ cánh cứng. Nó không phải gì trên cây ăn trái. Thành ra tôi thấy anh, nếu mà anh trị được là tốt. Bây giờ có quan trọng nhất là gì? Làm sao phun, đừng để cho cái cây mai mình nó bị cái đốm rong. Tôi thấy cái cây mai bà con mình ít có bón phân. Thì một là gì, nó bị cái bệnh gọi là đốm rong đó, nó phủ lên trên đó. Cái nữa là bệnh khô cành, nó gọi là nấm hồng, nó chai đi, nó không phát triển được. Và những cái chỗ đó là con sâu nó dễ rẽ lắm, và nó tấn công lên trong mình. Khi mình thấy cái lá nó bắt đầu nó héo, nấm cành mai gỡ nhẹ thành gãy ngay chỗ đó luôn đó. Thì như vậy mình làm sao cho nó sạch cái thân, và chú ý nó là cái loại bướm. Thành ra có thể anh sử dụng một số cái loại thuốc sinh học ngừa khoảng chừng tháng dịnh phun lần được đó. Và chú ý là cái mai là phải bón phân. Tại vì nếu mà chúng ta không bón phân là y như tôi nói, tức là nó bị cái nấm hồng rất nhiều. Và bị nấm hồng là dễ bị cái con này nó đẻ trứng và tấn công. Dạ xin cảm ơn anh.